Rồi Dương Kiều Minh An mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con lô bonsai ha bà con, gồm có Linh Sam, Chiếu Thủy, Nguyệt Quế ha. Em được cặp gừa đọt đỏ ha bà con. Khế chua. Đó. Đây là mã số 1 ha bà con. Đó là một cây trung nu ha, cây dáng bay, cây lùng lực ha, cây này cây mini để bàn ha bà con. Đó, cây này thì nó đã thành phẩm rồi ha. Cái này nó ăn dây cũng sâu rồi ha. Thời gian nữa mình xả dây được rồi. Đây mã số 0 ha bà con. Số 0. Đó. Chiều cao là 19 ha, từ mặt chậu lên. Đó, tổng cái chiều dài tán như là 35 ha bà con. Đây, phơm ngang như là nó 32. Đó. Rồi, em đo hoành ha. Em đo hoành xong em bám lật dàn xương lên cho bà con coi ha. Hoành vị trí này là 19 ha bà con. Đó. Gì ha, em đo như là 19. Đây. Nu nổi rất là nhiều ha, mặt cắt thì cũng đã liền ha. Đây. Đó, xương. Đó, cây rất sạch sẽ ha. Đây nó có một cái lỗi ha bà con. Nó tát da. Đây nó tát da nhưng đang kéo. Dòng chung nuôi chiếu thủy này thì kéo da rất là nhanh ha. Rồi mã số 1 này em ship chậu luôn là giá là 1.100.000 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Số 0 ha bà con. 1.100.000. Tiếp tục mã số 2. Số 2 là một cây da. Mã số 1. Số 1 là một phôi chiếu thủy ha bà con. Cái này là da xanh lá lớn ha. Đó, cây này cốt cành cũng có nuôi cũng có chừa ha. Đó, mặt cắt thì nó liền hết rồi. Chiều cao là 51. Đó. Đế sổ nôm rất là đẹp ha. U xù lên rồi ha, xù nó chảy xuống luôn ha. Đó. Hoành vị trí này là 27 ha. Đó, cái hoành đế. Đây, cái hoành đế như là 69. Đây, cây này về mình nuôi một thời gian nữa cây thành phẩm rất đẹp ha bà con. Dáng thế nó có hết rồi ha. Cốt cành cũng có chừa luôn ha. Rồi mã số 1 này em giao lưu bà con là 700.000, em bao ship toàn quốc ha. Đây là một phôi chiếu thủy ha bà con. Đó, giá rất là dễ chơi ha bà con. Mã số 2 cũng là một phôi chiếu thủy da xanh lá lớn luôn. Đây, cây này nó mặt cắt lớn nó liền. Nó liền tất cả mặt cắt hết rồi. Về nếu như mình không chơi cành gớt thì mình cắt ngang đây ha. Đó. Đây, chiều cao của cây này là 44. Đó. Hoành vị trí này là 18 ha bà con. Đó, cái hoành đế như vậy là 54. Đây chỗ này nó có một vết bọng ha, chắc lên đầu tới đây ha. Đó. Lũa ha bà con, lũa âm thân ha, nằm trong thân ha. Đó, nhưng mà nó cũng sành. Nè, cái này nó lũa nhưng mà nó kéo lại đang kéo lại luôn ha. Rồi mã số 2 này em cũng giao lưu bà con là 1.700. Ủa, 700.000. 700.000 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Em đọc lộn ha. Số điện thoại của em là 0939442212 ha. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là một cây linh sam song hình ghép 86 ha bà con. Đó, dòng này cây này rất là quái cây ha. Đây, cái nhánh ghép từ đây ha bà. Nhánh ghép ở đây ha bà con. Đây, cây quắn lên rất là quái ha. Mã số 3 ha. Cây này em giao lưu luôn chậu ha bà con. Cao là 29. Đó, tổng cái chiều tán của nó là 24. Ngang như là 20. Đây. Cái này về mình xử lý làm lũa cái là cây rất đẹp ha bà con. Đây em đo cái hoành ngay vị trí này đi 16 ha. Đó. Đây, cây đế thì đều đẹp ha. Cái chiếc hoành thân ngay đây khoảng tay cái ha bà con. Rồi cây này em giao lưu có chậu luôn là 850.000. Em bao ship toàn quốc ha. Đây đường thân rất là nghệ thuật ha. Co quái rất là đẹp. Đó. Đang lên bông ha bà con. Dòng này thì rất thường xuyên lên bông. Cây rất già rồi. Số 4. Đây. Cây này là song hinh ha bà con. Đây, cây này là song hinh ha, không ghép ha, cây gin ha. Chiều cao như gì là nó 39. 800 ha bà con, cây vừa rồi xuống số 3 800 ha, đồng giá ha, cây này cũng 800 ha. Đây, chiều dài tán là 33. Đó. Cây này mấy cây này rất là quái cây, về mình phối vô tiểu cảnh nó cũng rất đẹp ha. Đây, cái đường này là cái đường bị lũa ha bà con. Nó sành nó cứng rồi ha. Về mình tạo lũa là rất đẹp ha, 12 là hoành ha. Cây này đế cũng đẹp luôn. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá 800 luôn ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây khá quái và đẹp ha. Nghệ thuật ha. Mã số 5. Đây cây này khá đẹp luôn. Cây này xả hết kẽm ha bà con. Cây này rất là già. Cây nằm chậu rất là lâu năm rồi. Mặt cắt nó cũng muốn bít nữa ha bà con. Mấy mặt cắt nhỏ nhỏ đó. Chiều cao như gì là nó 40. Tán ngang như gì là 48. Đó. Đây. Tàn qua là nó 39 ha bà con. Cây này nó nhỏ thành nhưng mà nó có một cái là nó già cây, rất là già cây rồi, nứt da hết rồi. Đây, hoành vị trí này là 12 ha. Đây, cốt cành trong đây thì nó rất là lớn rồi. Cái này, cành này gần chân cái ha. Đó. Rồi, cái này em giao lưu với bà con là giá là 1.700.000. Em ship luôn chậu ha. Đây, vàng xương đó.
Cái này mình muốn chơi dáng dân nhân dáng quái thì mình cắt cái chi này, cắt chi này bỏ, cây cũng rất là đẹp ha bà con. Điểm dây lại rồi đổi cây 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Đây tiếp tục là một cây linh sam này lớn ha bà con, đây mã số 6 ha, là một cây sông hình. Cây này nó chắc ở 5-6 nước dây nhiều quá, này nuôi cũng khá lâu, cốt cành cũng rất lớn ha bà con. Đấy này mới điểm thì một nước này, nước này mình điểm gì nó thôi là không cần điểm nữa, chỉ cần mình tỉa thôi, đang cho lên san hô chơi ha. Này quá dày quá mịn rồi. Chiều cao của cây là nó 56. Đây tổng cái chiều dài của tán đây như gì là 89 ha bà con. Này quá dày luôn ha, rất là mịn tàn này, cốt cành rất là lớn rồi, này đóng chuẩn ha bà con. Đế thì đế sắp 4 mặt ha bà con. Đó, em đo cái hoành ha. Hoành vị trí này là 25 ha bà con, yếu một tí xíu ha. Đó, okay, cái dòng đế thì nó đều hết 4 mặt ha. Thân cây thì nó co, nó nâng rất là quái luôn ha. Em đo cái chi một ở đây ha. Em đo đây cái chi này ở đây thử ha. Là 12 gần 13 ha bà con. Đây là 12 rồi ha. Ở đây khoảng 10 ha bà con. Đó. Rồi, cây này em giao lưu bà con là 7.500.000 không chậu ha bà con. Đó. Mã số 6 ha, 7.500.000 không ship chậu ha. Đó, em bó bầu cho đi, cái chậu đi này nặng quá có thể là bể, còn cái chậu này không thì cũng khoảng 700.000 ha bà con. Đó, nếu mình thích chậu thì em ship luôn chậu, em tính tiền chậu thêm ha. Mã số 6 ha bà con, tiếp tục mã số 7. Số 7 là một cây khế. Đây. Đây là một cây khế gân nguyên thủy ha bà con. Đó, cây này cốt cành cũng khá già, mặt cắt nó cũng đang kéo hết rồi ha. Đó. Một cây khế gân thành phẩm ha bà con. Này khoảng 3-4 nước dây ha. Ha, rất là nhiều nước dây rồi, cốt khá lớn rồi ha. Đây từ mặt chậu lên tới đây ha. Nó 60. Đó. Cây này rất lớn ha. Cây này từng có trái rất là nhiều lần ha bà con. Tán ngang như là 80, dòng khế gân này trái nó chua ha. Đó. Cây này một bệ gốc lên hai thân ha bà con, song thân ha. Này dáng phu thê ha. Đây, tổng hoành như là 39 ha bà con. Đó. Em đo một cái hoành đại diện đây ha. Hoành đại diện vị trí này là khoảng 28 nha bà con. Đó. Đây vàng cốt cành xương nữa đây, mặt cắt nó liền hết rồi ha. Mấy cái mặt cắt ở đây là liền hết rồi. Đó. Vàng xương khá là mịn ấm luôn ha. Rồi mã số 7. Số 7 này em giao lưu không chậu quá. Có chậu luôn là 4,7 triệu nha bà con. Cây có chậu luôn là 4,7 triệu, không chậu là 4 triệu ha. Đó, em bao ship toàn quốc. Nếu như mà cây này em mà giao lưu được, các em rút chậu em ship chậu riêng với cái cây riêng thôi bà con, để cho em sợ bể chậu. Mã số 7 thôi bà con. 18, sầm nhỏ đó. Sầm bông 18. Mã số 8 là một cây linh sam siêu bông thôi bà con. Đây, cây này giá rẻ tiền ha. Cốt cành cũng khá lớn, cây này về làm lại là cây rất đẹp thôi bà con. Chi rồi nó dư hết rồi. Cây khá già cây, 38 là chiều cao. Đó. Tán ngang như gì là 42. Cây này giá chỉ 600.000 thôi bà con. Cây đang lên bông. Dòng này thì rất là bông sai ha bà con. Nó thường xuyên hoành 20 ha. Bể đế đều có đầy đủ hết. Củ đế cũng khá lớn ha. Cây này đế đẹp ha bà con. Đây. Số 8 600.000 bao ship toàn quốc ha. Mã số 9 là một cây nguyệt quế ha bà con. Này dòng nguyệt quế lá chung bông chùm. Này giống lá xoắn luôn rồi. Này lá chung lâu năm quá nó dạ lá xoắn rồi luôn ha. Đó. Cây này là lũa ha bà con. Một cây này lũa, em được hai cây tạo lũa rồi ha. Đó, phơm tàn khá chuẩn ha. Chiều cao như gì là nó 70. Đây, tổng cái tán như gì á là nó 68, cây này là hết phân nha bà con. Về mình trồng mình vô giá thể đàng hoàng lại mà là mình vô phân là cây nó xanh tốt lên ha, cho bông luôn. Đó, đây là cái đường lũa ha, đây tạo lũa luôn ha bà con. 35 là hoành. Đó. Cây này dáng khá đẹp ha, cốt cành cũng khá lớn. Cây này em giao lưu với bà con mã số 9 là 1.400.000 đồng. Em bao ship toàn quốc ha bà con, không ship chậu ha. Em bó bầu cho đi ha. Đó. Cây này nó đã thuần chậu, thuần đất, thuần bầu cũng khá lâu rồi ha bà con. Đó. Mã số 9 1.400.000 ha. Đây mã số 10 cũng là một cây nguyệt quế luôn ha. Đây. Cây này gốc khá lớn ha, nó khá quá nhưng cái là đánh cái đường lũa ra tới đây đường này luôn ha, chẻ ra làm hai luôn ha. Nhưng cây sống rất là khỏe ha. Dòng này ai thích chơi lũa thì mình sưu tầm những dòng này ha bà con. Chiều cao là nó 68.
tán ngang như gì là nó 74. Đây, ngang gì là 50. Đó, cây này đóng chi cành khá chuẩn ha. 1 2 3 ha bà con. Cành 1, cành 2, cành 3 nó đóng khá chuẩn ha. Về mình chỉ cần tỉa mình cho nó lên đọt dày là mình chơi thôi. Đây là cái mặt cắt thì nó cũng sành rồi ha. Đây, cái đường lũa tạo lũa đây. Này tới thịt cứng luôn ha bà con. Cây này khá quái ha. Đây, cái hoành. Cái hoành cây này là 39 ha bà con. Đó, hoành là 39 ha. Cái bộ đế nó em đo bộ đế em báo luôn. Bộ đế này nó khoảng 80 ha bà con, trên 80 ha. Rồi cái này em giao lưu bà con là giá 1.600.000, em bao ship toàn quốc ha. Một cây nguyệt quế đã lá chung hoa chùm đang lên quà ha. Cây là hết phân ha bà con. Mã số 11. 11 là một cây lá chung hoa chùm luôn. Đây, cây này lùng lực ha, phơm tàn ấm mịn. Đó, cây này em ship luôn cái chậu là giá 800 ha bà con. Chiều cao là 25. Đó. Từ mặt đất lên ha bà con, tán ngang gì là 46, chiều dài là 46, tán ngang gì là 29 ha. Đây, phơm khá mịn ha. Cốt cành cũng lớn ha bà con, bắt cũng chuẩn ha. Đây. Đó, cốt cành cũng khá lớn cũng chuẩn ha. Đó, cây cũng sạch sẽ ha. Đây, cành ở đây. Rồi em đo cái hoành em báo luôn ha. Cái hoành vị trí này 14 ha. Đây cái củ. Cái củ này là nó 24 ha bà con, một củ ha. Nó có một cái củ rất đẹp ha. 800.000 em bao ship toàn quát ship luôn chậu ha bà con. Giá này là em báo sát rồi, em không có giảm được ha. Rồi. 12 là một cây chiếu thủy da đen lá lớn. Đây cây này bị lũa chỗ này ha. Đây cây này là cây kiển cổ cắt sửa thế dáng bonsai lại ha bà con. Cây nhìn khá quái cây ha. Đó. Đây ai thích dòng cây quái thì chơi mấy cái dòng này ha bà con. Chiều cao như vậy là nó 60. Hoành là 44 ha bà con. Vị trí này ha. Đây nó nu nó già, rất là già rồi. Tổng chiều dài tán như là 68. Đó. Tán ngang là 40. Cây này khá quái luôn. Cây này nó đang kéo cái thẹo lên tới đây ha. Về mình nếu như mình nuôi thả một thời gian, cái thẹo này một thời gian nó sẽ bít ha. Đây cái chì ngay đây, cái chì của nó ra không đây là nó 16, 15 rồi ha bà con. Đó 15 rồi ha. Khá to là cái cốt này ha. Rồi cái này em giao lưu với bà con mã số 10. Mười mấy đây. Mã số 12 là giá 2.700.000, em bao ship toàn quốc ha, ship luôn cái chậu này cho bà con ha. Nếu có lỡ bể thì bà con cũng thông cảm nhận dùm, cái chậu này vài chục ngàn ha. 13. Mã số 13. Đây em có con cây này hơi rất đẹp ha bà con. Đó. Cây này là cây trung nô nguyên thủy ha. Đó, cây không ghép, cốt cành khá lớn, cây này khá lâu năm ha. Dây nhôm đều xả gần hết ha bà con. Đó, nó chuẩn bị lên san hô luôn rồi ha. Chiều cao như vậy là nó 49. Đó. Tổng cái chiều dài tán như là nó 62. Đây. Tất cả các mặt cắt của nó đều kéo liền hết nha bà con. Đó, những cái mặt cắt lớn của nó là kéo bít hết rồi ha. Nó không còn thẹo nữa ha. Đó. Đây, nó có một cái lỗi chút xíu như đây. Đây, bữa hôm em mua em chưa có xem. Em đang kêu 17 triệu đó. Này có cái lỗi này đó. Em kêu giảm xuống nha bà con. Đem về nó có lỗi tí xíu ha. Đây, em đo như gì luôn ha. Nó gần 40 ha. Đó. Trên đây là 36 ha. Đây, cái bể đế của nó là đều hết ha bà con. Đây. Nó dưới đây còn đế ha. Đó, còn đế ha bà con. Để cắm xuống ha. Đó. Em đo cúc đùi của nó luôn ha. Cúc đùi chi này thử coi. Em báo ha. Là 10 ha bà con. Đó. Cái này khá già, nó nằm chậu khá lâu năm ha. Đây, dàn xương nó đây ha. Mặt này ha. Đây, đường thân rất là đẹp ha. Nu rất là nu luôn ha. Đó. Đây, còn bên đây đây. Cái này hơi cao tiền, em quay hơi kỹ một tí. Đó. Xả kẽm hết rồi, cốt cành lớn rất là lớn ha. Rồi cây này em giao lưu với bà con, ship luôn chậu cho bà con là giá là 15 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha. Đó, mã số là 13 ha bà con. Một cây trung nu già ha. Đó, cây thành phẩm ha, 15 triệu. Mã số 14. Mã số 14 là cây khế chua ha bà con. Gốc khế chua ghép khế nhật siêu bông siêu trái ha. Dòng này thì trái lên rất là thường xuyên. Chiều cao là 38 ha. Em tính từ mặt bầu đất lên luôn ha. Tán ngang như gì là nó 42. Đó. Cái này vô dây vài bữa là lên bông rất là nhiều ha bà con. Gốc này rất là quái. Cái này chỉ có ghép một to dính một chi thôi ha. Đó. Đây cái hoành như gì là 23 ha bà con. Đó.
đây cái cục đế nó, đây cái đế nó là 37 ha. Rồi cái này em giao lưu mã số 14, giao lưu bà con là giá 800.000, em bao ship toàn quốc ha. Đó, một cây khế chua ghép khế Nhật. Cây này em không có ship chậu bó bầu hay bà con. Đó. 15. Đây cây này cây lớn ha. Cũng là một cây khế chua ghép khế Nhật, cây đang lên bông lai gai luôn ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0939442212 ha. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, số có Zalo, có gì bà con mình liên lạc Zalo em gửi hình ảnh thêm ha. 42 là chiều cao. Tán ngang như là 50. Đó, cây này đế khá đẹp ha bà con. Gốc khá lớn ha. Này ghép vô ba chi ha. Đó. Đây, hoành vị trí này là 29 ha bà con. Đó, em đo cái hoành đế dưới đây. Hoành đế dưới đây là 40, gần 49 ha, 48 ha. Đây, cây này đế nở cũ rất là đẹp ha. Cây này em giao lưu bà con là 1.400.000, em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây khế chua ghép khế Nhật ha. Cây khá đẹp ha. Mười sáu là một cây gừa ha bà con. Đó, cây này còn gọi là cây si búp đỏ nữa ha. Đó, cây gừa ở dùng em kêu bằng cây gừa đọt đỏ này ha. Đó, cây này thành phẩm ha, hết dây xả dây hết, cốt cành khá lớn rồi. Cây này nuôi cũng lâu năm ha bà con. Chiều cao như là nó 56, tán ngang như là 57. Đó. Này nuôi bắt chuẩn truy ha bà con. 1 2 3, cành 1, cành 2, cành 3. Em đo cái hoành ngay đây đi. Cái hoành ngay đây khoảng 13 thôi ha. Đó. Đây cái hoành đế, cái hoành đế khá đẹp luôn ha, 55. Đó, rất là đẹp cái hoành đế này ha. Đó, cái cốt này khoảng chân cái nha bà con. Đó, chân cái nhỏ hơn chút khoảng 10 ha. Đó, cái mã số 16 này em giao lưu với bà con có chậu luôn ha, là 2.700.000, em bao ship toàn quốc. Đây, vàng xương chi nó rất đẹp ha. 2.700 em bao ship toàn quốc ha. Rồi. Đổi cây. Mã số 17 cũng là một cây gừa luôn ha. Clip này em được một cặp ha bà con. Cây này khá chuẩn đẹp ha. Đế rất là quép ha bà con. Đây. Củ đế khá đẹp luôn. Chiều cao như là nó 54. Đó. Tán ngang là 49 ha. Cái này về mình điểm một chút dây nữa là cây dằn lại rồi, cây rất đẹp ha bà con. Đó. Đây mặt cắt nó ở đây, nó đang tém lại. Đây là cái chi nữa mà nuôi bay lớn là cũng khá là lâu rồi ha. Cây gừa đọt đỏ ha. Cây si búp đỏ đó ha bà con. Ở miền Bắc, miền Trung mình kêu cây si búp đỏ ha. 17 là hoành ha. Đây cây củ nó quá đẹp, cây củ này luôn ha bà con. Rất là quái ha, rất là đặc. Rất là sạch luôn. 58, đó là cái hoành củ ha. Đó. Rồi cái này em giao lưu bà con là chậu luôn là 2.900.000, em bao ship toàn quốc ha. Đây. Cốt cành khá lớn. Rồi tiếp tục mã số 18, một cây cần thân nha bà con. Đó, em có một lô cần thân giá rất dễ chơi ha. Cây này cốt cành khá lớn, rất là già cây à. Em mới dằn một nước dây lại ha, khoảng một tuần nữa thôi là cây này khá đẹp luôn. Nó lên cái vàng đọt non, nó nhìn rất là đẹp ha. Cao là 30. Phẩm cái chiều dài tán là 45. Đó. Cốt cành nó khoảng tay giữa ha bà con. Đó. Giờ em đo cái hoành cũ nữa ha. Cái hoành đế nó gì là 34 đi. Cái củ này khá quái, chỗ này nó khoảng 26 ha. Đó, thân khoảng chân cái ha bà con. Đó, gần đây là khoảng chân cái ha. Dưới này ha, chân cái ha. Rồi, cái này em giao lưu với bà con là 900.000, mã số 18 ha bà con. Một cây cần thân ha. Đây, vàng xương nó đây. Khá là mịn luôn ha bà con. Cần thân, rất quái luôn này. Vô chậu cây rất là lên ha. Mã số 19 cũng là cần thân luôn ha bà con. Clip này em được 3 cây ha. Đó, dòng cần thân thì mình chơi phong thủy ha, cần cù thăng tiến, không chơi bông hoa ha bà con. Đó, cây này em mới điểm dây không ha bà con, bởi mình một thời gian nữa cây khá đẹp ha. Cao nó là 20. Đó, củ khá quái luôn. Chiều dài tán nó là 44. Đây, đo cái củ luôn ha. Củ này rất là lớn đẹp luôn ha bà con. Đây, 32 là hoành củ ha. Hoành thân khoảng 10 ha bà con. Đó, hoành thân vị trí này khoảng 10 ha. Đây, cốt cành nó rất là thoáng ha. Này lên tược cái cây rất đẹp luôn ha. Rồi, cây này em giao lưu với bà con là giá 800 ha, em bao ship toàn quốc ha. Đây. Một nước dây mình đã xả ra rồi ha, 800.000 em bao ship toàn quốc ha. Mã số 20, cây này giá 750 ha bà con. Đây, cây này cũng khá mịn tàn rồi ha. Đó. Chiều cao như là 38, tán ngang như là 39 ha. Cây này khá đẹp ha bà con. Tàn ấm đều á rồi. Hoành cũ như là 23 ha. Đây cái cũ cao lên khoảng mười mấy ha.
Đây thân nó khoảng chân cái nhỏ hơn tí ha. Khoảng 8 ha bà con. Cây khá đẹp ha bà con. Cây này em giao lưu bà con chỉ 750 ngàn thôi. Đó. 750 ngàn một cây ha. Cây này mình không chơi cao thì cho nó thấp xuống một chút, mình cắt cho thấp xuống một chút cũng được ha, cho lên form đẹp ha. Đó, mã số 20 750 ngàn. Đó, đổi cây. Mã số 21 là một cặp hồng ngọc mai ha. Cặp này là cây lớn hơn mọi bữa ha bà con. Đó, cái cặp này là một cặp là 700 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc vô được một nước dây ha bà con. Cây này là toàn bộ là ghế ha bà con. Những cái ghế người ta nuôi từ nhỏ người ta quấn lại ha. Đó. Đây tổng cái chiều đổ nó xuống từ thân xuống đây luôn là nó 30 ha. Tán ngang như gì là nó 17 ha. Đây em đo một hai cây để mình trưng bà tượng trưng đi ha. Nó cũng na ná như nhau không? Nó là khoảng 11 ha bà con. Đó cây này khoảng 9-10 thôi ha. Đó cây này rất đẹp ha. Đây này vô mấy cái chậu tiểu cảnh là hán đó. Cây rất đẹp luôn. Rồi một cặp như gì là hai cây như là em giao lưu bà con là 700 ha. Mã số 21 ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Đây khá đẹp ha bà con. Đó rồi đó cây. Mã số 22. Đây cây cũ này khá quái ha. Thì cái hoành rễ nó khoảng tầm 8, 9, 10, 11, 12 vậy đó ha. Có khi trên nữa ha bà con. Nhưng mà này trên 10 không ha. 700 ngàn cặp 22 ha. Cặp này khá là quái ha bà con. Cái này nó đang lên đọt ha. Nó lên đọt một thời gian là lên bông ha. Đây. Đổ rất là đẹp luôn. Đó. 700 ngàn một cặp ha bà con. Đo luôn cái chiều dài luôn đi. Chiều dài tổng gì là nó 28. Tán ngang như gì là 18 ha bà con. Còn tán ngang này 16. Chiều dài như là 24 ha. Rồi một cặp như vậy là 700, em bao ship toàn quốc mã số 22 ha bà con. Đây em được 3 cặp ha. Đây cặp này cũng 700 luôn ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Đó. Cây hơi nhỏ em bán giá nhỏ, cây lớn em bán giá lớn ha bà con. Họ mấy cây thì 600, 5-600 mà nó hết cây lớn rồi, giờ còn cây nhỏ ha. Còn loại nhỏ nữa thì 400 mấy em cũng hết rồi. Đó. Đây, mấy cây này khá quái ha. Mình chơi dòng này là quái thôi chứ là không có lớn ha bà con. Cao là 30. Đây, chiều dài 30 chứ chiều dài cây này cũng 30 luôn, tán ngang như vậy là nó 21. Rồi cặp này cũng đồng giá là 700 ha, 23 ha bà con. Đó. Về tùy theo mình ý mình chỉnh lại dáng đổ hay dáng bay gì cũng vẫn được ha bà con. Đó. Cách của mình trồng mình chỉnh dáng lại ha. Đây 24 là một cây Sigo ha bà con. Đây dòng Sigo phôi này hôm nay em bán cũng khá nhiều ha, em cũng còn một lô cũng khá nhiều luôn ha bà con. Cây này rất là đẹp ha, cây này mình trồng dáng đổ là đẹp, rất đẹp ha. Cao là 19. Đó. Đây tổng cái chiều dài ra tới đọt luôn, tính gì luôn đi, 38. Nó hoành nó khoảng 15 16 ha bà con. Đó cái hoành cũ. Đây cái hoành cũ vị trí này là nó 36 ha. Này nhánh không gai không đo được rồi. Cái này khoảng 16 đi. Đây cây này rất là quái cây ha bà con. Đó. Một thời gian nữa là mình vô dây nước một được ha, khoảng 20 ngày nữa ha. Mã 24 1.300.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây mã 25 là cuối clip ha bà con, cũng một cây Sigo giá chỉ 1.100.000 thôi ha. Đây, nhánh này mình chuẩn bị vô dây được ha. Cao là 36, ngang như là 26 ha. Đó, em đo cái hoành vị trí này luôn ha. Đây cái hoành vị trí này là 15 rồi, nó nhỏ người kia mà 15 rồi ha. Cái cũ như gì là nó khoảng 31 ha. Rồi 1.100.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Mã Sigo số 25 ha. Đó, rồi cây này cũng là cuối clip luôn ha bà con. Rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con ủng hộ clip, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn ạ.